sau đó thì nhà mình sẽ để ráo khô và cắt ra thành những cái miếng nhỏ như thế này. Và cái sốt ớt này thì nhà mình chuẩn bị cho con 1 lít nước cháo loãng này, một quả lê, 4 quả táo, 200g gừng, 100g tỏi, một củ hành tây cộng với 200ml nước mắm truyền thống, 200g hẹ hoặc hành lá cộng với 2 củ cà rốt, một củ cải trắng mình bào sợi như thế này. Sau đó thì tất cả quan trọng nhất đấy là mình phải cho bột sâm và bột ớt Hàn Quốc vào cô ạ. Đó, sau đó thì cô phết trộn đều các nguyên liệu như thế này cho vừa đủ. Và chúng ta phết vào sốt ớt. Phết xong thì tất cả những cái nguyên liệu mà còn thừa ra như thế ngoài này, cô nhìn con này đấy, cô cho vào giữa như thế này. Và chúng ta gấp nó lại. Dạ, thì chúng ta tách cái lá ngoài cùng ra và quấn nó lại như thế này. Đó. Dạ, đơn giản vậy thôi cô. Dạ, một cái này thì tương đương với một bữa ăn và một hoặc là một người ăn. Mỗi lần chúng ta chỉ cần gắp ra một cái miếng như thế này thì nó sẽ nhanh gọn. Rồi, cảm ơn cô cầm cái đĩa này, cô lên cô chụp ảnh ở bên này cho đẹp này cô.